Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 11 tháng 9, chúng tôi sẽ giới thiệu một thông tin thú vị liên quan tới tác chiến chống máy bay không người lái của lực lượng phòng không Việt Nam. Kể từ khi cuộc chiến Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia nổ ra vào năm 2020 và đỉnh cao là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine của hiện tại, chúng ta đã chứng kiến hiệu quả kinh khủng của máy bay không người lái. Không chỉ là sử dụng UAV trinh sát tấn công chuyên biệt, giờ đây, người ta còn tùy biến độ chế drone thương mại để chiến đấu, muôn hình muôn vẻ cách đánh đối phương bằng UAV, rẻ tiền mà lại hiệu quả, khó đối phó. Điều đó đã khiến không ít người, bao gồm cả giới chuyên gia có trình độ, cảm thấy kinh hãi, ám ảnh sức mạnh của UAV. Trong bối cảnh đó, không ít người băn khoăn liệu Việt Nam ta có tính toán đến phương án đối phó UAV hay không? Làm thế nào để khắc chế loại vũ khí nguy hiểm này? Tôi khẳng định luôn là có. Và bất cứ cuộc chiến tranh nào không phải là hai cuộc xung đột lớn vào năm 2020 và 2022, mà kể từ khi UAV xuất hiện và đưa vào sử dụng rộng rãi trên chiến trường, Việt Nam đã có kinh nghiệm đối phó. Cho những ai cần biết, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân đội Mỹ đã sử dụng khá nhiều loại UAV để phục vụ mục đích trinh sát, tìm kiếm trận địa tên lửa SAM. Các loại UAV thời đó chủ yếu được mang phóng từ máy bay C-130, ví dụ như BQM-34A, Ryan 147, và thực sự chúng đã gián tiếp gây cho ta những thiệt hại đáng kể. Do đó, bảo rằng Việt Nam không biết là có để ý tới công nghệ UAV hay không là một sự lo lắng quá thừa. Ta biết rất rõ sự nguy hiểm của UAV và từ lâu đã xây dựng phương án đối phó UAV cập nhật qua từng giai đoạn. Tôi chắc chắn rằng cuộc chiến tranh Ukraine năm 2022 đang được quân đội ta theo dõi rất sát sao để nghiên cứu phương án đối phó các chiến thuật chiến tranh mới. Dĩ nhiên, chắc nhiều bạn sẽ tò mò về cách đối phó UAV. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chia sẻ của Đại tá Vũ Đức Tâm tới từ khoa tên lửa, Học viện Phòng không Không quân về cách đối phó máy bay không người lái trong tác chiến phòng không được đăng tải trên tạp chí Khoa học Giáo dục Phòng không Không quân. Đây là một đầu báo chỉ có phiên bản giấy, xuất bản nội bộ nhưng có cho phép tiếp cận công khai. Theo vị đại tá, đối phó với UAV không chỉ diễn ra trong thời chiến mà cả thời bình. Cụ thể, trong thời bình, các thế lực thù địch có thể sử dụng UAV bay ngoài không phận của ta để trinh sát vị trí bố trí và hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang nước ta. Ở một số tình huống, chúng có thể sử dụng UAV bay trong không phận của ta để hỗ trợ hoạt động chống phá của lực lượng phản động trong nước, ví dụ như cung cấp vũ khí, thả truyền đơn, khủng bố, ám sát cán bộ cấp cao. Trong thời chiến, UAV có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau trong các giai đoạn của tiến công hỏa lực đường không với các thủ đoạn như sau. Một là xuất kích tiếp cận mục tiêu. UAV có thể xuất kích chủ yếu từ các tàu chiến trên hướng Biển Đông, các căn cứ quân sự ở các nước lân cận. Ngoài ra, UAV có thể xuất phát từ các đường băng giã chiến hoặc thiết bị phóng di động. UAV cũng có thể được vận chuyển và phóng từ trên không. Thời gian bay của UAV thường bay theo đường bay được lập trình sẵn hoặc điều khiển từ xa ở độ cao thấp. Thông thường, UAV chiến thuật thường tiếp cận từ các cửa sông, lợi dụng sự che chắn của địa hình địa vật để bay vào trinh sát, đánh phá mục tiêu được xác định trước. Thứ hai, trinh sát, giám sát và tiến công. UAV có thể tiến hành trinh sát rất hiệu quả từ bên ngoài cũng như bên trong khu vực mục tiêu. Khi bay tới khu vực thu thập dữ liệu, UAV có thể chụp ảnh và truyền hình ảnh chất lượng cao về trung tâm điều hành. Thời điểm trinh sát có thể trước, trong hoặc sau trận đánh. Trong đó, trinh sát trước trận đánh nhằm xác định rõ mục tiêu đánh phá, đội hình bố trí của lực lượng phòng không không quân, địa hình khu vực mục tiêu đánh phá. Trinh sát trong trận đánh nhằm phát hiện và tiến công mục tiêu mới xuất hiện, nhất là hệ thống phòng không. Và trinh sát sau trận đánh thường tiến hành sau trận đánh từ 10 đến 15 phút hoặc sau từ 1 đến 2 tiếng nhằm đánh giá kết quả, mức độ thiệt hại mục tiêu để lập kế hoạch tiếp theo. UAV giám sát tình hình trên không, trên mặt đất bằng các thiết bị công nghệ cao đặt trên không có liên kết với trung tâm giám sát. Các UAV có thể luân phiên tổ chức giám sát 24/24, có thể tiến hành trinh sát phóng xạ, hóa học, xác định đúng điểm rơi của bom và đạn. Khi phát hiện mục tiêu, UAV sẽ chỉ điểm cho các phương tiện tiến công khác đánh phá mục tiêu, trực tiếp sử dụng vũ khí điều khiển chính xác cao, đánh phá mục tiêu hoặc lao thẳng vào mục tiêu. Ngoài ra, UAV còn được sử dụng như là mồi nhử để thử phản ứng của lực lượng phòng không, đồng thời thu hút hỏa lực của đối phương, tạo thời cơ cho phương tiện khác đánh phá. Điều này đã được chứng minh trong cuộc chiến Nagorno-Karabakh khi Azerbaijan sử dụng máy bay không người lái AN-2 để dụ phòng không Armenia ra mặt. Vậy, làm thế nào để đối phó UAV trong tác chiến phòng không? Tham gia tác chiến phòng không bảo vệ mục tiêu bao gồm nhiều thành phần, trong đó lực lượng phòng không là nòng cốt. Nhiệm vụ của lực lượng phòng không là phát hiện, thông báo, báo động và tiêu diệt các loại phương tiện tiến công đường không của địch, trong đó có UAV, nhằm bảo vệ mục tiêu được giao. Như vậy, đánh UAV là một phần nhiệm vụ của phòng không, do đó, cách đánh UAV không tách rời cách đánh chung của phòng không mà phải được xây dựng trên cơ sở cách đánh chung, trong đó có phương án đối phó có hiệu quả với UAV. Nói nôm na, chúng ta không xây dựng riêng phương án đối phó UAV mà là đưa UAV vào nhóm phương tiện tiến công đường không nói chung
mà phòng không Việt Nam phải đối phó. Cụ thể, bao gồm các bước như sau. Đầu tiên, phải lập thế trận đánh UAV. UAV hiện nay hầu như có tốc độ không cao, khả năng cơ động hạn chế, dễ bị phá hủy dưới tác động của ngoại lực và sóng xung kích, nên việc tiêu diệt UAV không phải khó. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, việc phát hiện UAV không phải dễ vì chúng có diện tích phản xạ hiệu dụng rất nhỏ, coi chúng là mục tiêu tàng hình cũng không sai, lại bay thấp tới cực thấp nên việc phát hiện sớm là chuyện không đơn giản. Ở đây, ngắt lời tác giả một chút, trong cuộc chiến Nagorno-Karabakh, chắc hẳn chúng ta vẫn nhớ khoảnh khắc ám ảnh, đài radar của hệ thống phòng không SAM-8 của Armenia quay tít mù để sục sạ mục tiêu mà vẫn bị UAV tiêu diệt. Đơn giản thôi, không phát hiện thì làm sao mà bắn. Do đó, việc lập thế trận cần đặc biệt chú trọng tới trinh sát phòng không. Vậy, thế trận của lực lượng phòng không phải bố trí như thế nào? Để kịp thời phát hiện được UAV, cần tổ chức hệ thống trinh sát nhiều phương tiện, được tổ chức chặt chẽ, thống nhất trong hệ thống chung. Trong đó, cần chú ý kết hợp chặt chẽ giữa trinh sát bằng radar và trinh sát quang học. Mạng lưới radar cần bố trí đan xen các loại xe đài có nguyên lý làm việc, bước sóng và tính năng khác nhau, ưu tiên các loại có tính năng phát hiện mục tiêu bay thấp. Vọng quan sát mắt phải được tổ chức tại đơn vị cấp phân đội, gồm đại đội pháo phòng không, trạm radar, tiểu đoàn tên lửa để bù khuyết vùng mù đỉnh đầu và vùng mù xung quanh đài radar. Đài quan sát phòng không được tổ chức tại trung đoàn, sư đoàn phòng không dưới hình thức đài quan sát xa để bổ sung các khu vực mà radar không phủ hết. Và cần tổ chức thêm các đài quan sát trọng điểm dưới dạng các trạm chuyển tiếp để kết nối các vọng, các đài quan sát của các đơn vị cũng như đài quan sát phòng không của quân khu, quân đoàn, quân binh chủng. Thứ ba, về thế trận của lực lượng hỏa lực. Trên cơ sở thế trận chung bảo vệ mục tiêu được giao, thế trận của hỏa lực đánh UAV cần đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa thế trận đánh địch rộng khắp với thế trận bảo vệ khu vực mục tiêu chủ yếu và đánh địch từ xa. Lực lượng nòng cốt lập thế trận đánh UAV là pháo cao xạ 23, 37, 57 ly, tên lửa tầm thấp như A-72, A-89, súng máy phòng không 12-7 và các tổ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh. Trong đó, cần tập trung lực lượng và hỏa lực phù hợp tại những khu vực hoạt động chủ yếu của UAV theo phương án chiến đấu. Thứ tư là phải xác định khu vực mục tiêu bảo vệ chủ yếu, hướng và đối tượng đánh chủ yếu. Khu vực mục tiêu bảo vệ chủ yếu của lực lượng phòng không là những nơi tập trung các mục tiêu, cụm mục tiêu trọng yếu có giá trị về chiến lược, chiến dịch, bao gồm cả mục tiêu chính trị, quân sự và kinh tế. Những khu vực mục tiêu này thường bị địch tập trung lực lượng cùng nhiều phương tiện đánh phá. Tuy nhiên, UAV có kích thước nhỏ, lượng vũ khí mang theo không nhiều, sức công phá hạn chế nên UAV thường không đánh phá các mục tiêu chính trị, kinh tế mà tận dụng khả năng điều khiển vũ khí chính xác để lựa chọn đánh phá các mục tiêu điểm, lộ thiên, dễ bị sát thương như sở chỉ huy các cấp, nhất là sở chỉ huy các sư đoàn phòng không, không quân, các trận địa phòng không, hệ thống thông tin liên lạc, các mục tiêu di động. Như vậy, trong từng khu vực mục tiêu bảo vệ, cần xác định những mục tiêu đánh phá cụ thể của UAV làm cơ sở để xác định khu vực tập trung lực lượng, phương tiện đánh UAV phù hợp. Trên cơ sở xác định mục tiêu đánh phá, căn cứ xuất phát, thủ đoạn hoạt động của UAV, lực lượng phòng không cần xác định hướng và đối tượng đánh chủ yếu, căn cứ vào đặc điểm sử dụng UAV của địch, thường hướng biển là hướng chủ yếu của UAV. Dù vậy, địch cũng có khả năng tiến công bằng UAV từ các hướng khác khi sử dụng các căn cứ, không phận các nước trong khu vực và sử dụng máy bay chuyên dụng để phóng UAV. Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa địch và các nước trong khu vực cụ thể, phương tiện mang UAV mà người chỉ huy xác định hướng địch tiến công UAV trong phù hợp. Khi đánh UAV, đối tượng đánh chủ yếu được xác định tùy thuộc vào tính năng của khí tài. Không quân làm nhiệm vụ tiêm kích phòng không, đánh UAV và phương tiện mang UAV từ xa. Tên lửa phòng không đánh UAV tầm cao và các phương tiện mang UAV, và lực lượng phòng không còn lại đánh UAV ở độ cao trung bình trở xuống. Trên đây mới chỉ là các bước chuẩn bị thôi đấy, chưa nói tới việc đánh như thế nào đâu, các bạn có thấy phức tạp và kỳ công không? Thứ năm, về vận dụng các hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu. Đối với lực lượng tên lửa phòng không, mục tiêu UAV không phải là đối tượng tác chiến chủ yếu. Do đó, khi đánh UAV để tiết kiệm hỏa lực và tránh mắc mưu địch, dùng UAV thu hút hỏa lực, lực lượng tên lửa chỉ nên sử dụng hình thức chiến thuật đánh địch trực tiếp, bảo vệ mục tiêu. Với các phương pháp chiến đấu chốt vòng trong, đánh địch trực tiếp, bảo vệ mục tiêu và chốt vòng trong kết hợp cơ động vòng ngoài đánh địch. Đối với lực lượng cao xạ, tên lửa tầm thấp và tổ đánh địch bằng súng bộ binh, cần căn cứ vào nhiệm vụ chung và tình huống cụ thể để vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật như đánh địch trực tiếp, bảo vệ mục tiêu, phục kích và đi cùng mục tiêu để bảo vệ cho phù hợp. Thứ sáu và cũng là cuối cùng, đó là sử dụng và bố trí lực lượng đánh UAV. Các lực lượng đánh UAV bao gồm không quân làm nhiệm vụ phòng không, tên lửa phòng không tầm trung cao, pháo và tên lửa tầm thấp, lực lượng bắn mục tiêu bằng súng bộ binh và lực lượng tác chiến điện tử. Trong đó, lực lượng không quân làm nhiệm vụ tiêm kích phòng không có khả năng cơ động tốt, hoạt động trên không gian rộng, sức đột kích mạnh, có thể chặn đánh địch từ xa, ngoài khu vực hỏa lực của các lực lượng khác. Bên cạnh đó, UAV thường có tốc độ bay chậm, khả năng tự bảo vệ trên không hạn chế nên sử dụng không quân đánh UAV là phương án khả thi. Về phần lực lượng tên lửa phòng không,
họ có khả năng tiêu diệt các phương tiện tiến công đường không của địch ở tầng trung và cao, trong đó có UAV với xác suất sát thương cao. Tuy nhiên, tên lửa phòng không là nòng cốt của lực lượng phòng không quốc gia, có số lượng ít, đạn tên lửa có hạn và giá thành rất cao nên thường được ưu tiên cho nhiệm vụ đánh máy bay ném bom, nhất là máy bay ném bom chiến lược như H-6, B-52, B-1B, đặc biệt là máy bay ném bom tàng hình để bảo vệ các mục tiêu chiến lược. Trong khi đó, UAV thường được sử dụng với số lượng lớn, thậm chí là kiểu bầy đàn, phần lớn bay ở độ cao trung bình trở xuống, nên các lực lượng khác như không quân, pháo phòng không, tên lửa bao quai tầm thấp, súng máy phòng không đều có thể đánh UAV. Để giữ gìn tiềm lực đánh địch lâu dài, cần sử dụng lực lượng tên lửa phòng không một cách linh hoạt. Khi trên không có cả UAV và các phương tiện tiến công khác, bao gồm máy bay chiến đấu chiến thuật, máy bay ném bom, tên lửa hành trình, thì ưu tiên đánh đối tượng tác chiến chủ yếu và chỉ đánh phương tiện mang UAV. Khi trên không chỉ có UAV thì lựa chọn đánh UAV trong điều kiện thực sự cần thiết. Ví dụ như đánh UAV bay ở tầng cao, ngoài vùng hỏa lực của phòng không tầm thấp hoặc UAV uy hiếp trực tiếp tới trận địa và mục tiêu bảo vệ mà lực lượng khác không tiêu diệt được. Với lực lượng pháo phòng không của ta, có đặc điểm là đông đảo, triển khai rộng khắp, có khả năng đánh UAV chủ yếu ở tầng thấp và tầng trung, phải đánh liên tục, rộng khắp trên nhiều địa hình. Ngoài ra, các đơn vị tên lửa phác vai như A-72, A-89 và pháo cao xạ tự hành Zsu-234 cũng có khả năng đánh UAV rất hiệu quả. Bên cạnh đó, lực lượng súng máy phòng không 12-7 được biên chế trong sư đoàn bộ binh, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh của các đơn vị trong toàn quân là rất đông đảo, được bố trí rộng khắp, có thể tạo ra mật độ hỏa lực lớn ở tầng thấp, có thể đánh UAV với hiệu quả cao. Lực lượng phòng không tầm thấp cần được tổ chức theo nhiệm vụ thành 3 bộ phận bao gồm: bộ phận bảo vệ mục tiêu điểm, bộ phận bảo vệ tên lửa phòng không và bộ phận cơ động. Đội hình chiến đấu của lực lượng phòng không tầm thấp thường được bố trí thành những cụm nhỏ hỗn hợp bao gồm các loại pháo phòng không, tên lửa tầm thấp, súng máy phòng không để nâng cao chất lượng vùng hỏa lực, tăng cường bảo vệ lẫn nhau, tạo thời cơ và điều kiện cho nhau tiêu diệt UAV. Trong đó, tên lửa tầm thấp cần bố trí ở phía trước pháo phòng không để đầu tự dẫn không phản ứng với hỏa lực của đạn cao xạ. Sau cùng, lực lượng tác chiến điện tử có khả năng vô hiệu hóa UAV bằng phương pháp gây nhiễu tín hiệu dẫn đường, chế áp trực tiếp kênh điều khiển UAV và phát tín hiệu giả, chiếm quyền điều khiển. Trên đây là chiến thuật đấy các bạn, điều tiên quyết của mọi chiến thắng. Mọi chiến thắng đều xây dựng trên cơ sở con người, sinh ra chiến thuật, cách đánh và sử dụng vũ khí. Như tôi đã nhiều lần nói với các bạn, vũ khí có tốt tới mấy mà con người không biết dùng thì cũng vứt. Dĩ nhiên, trên đây không phản ánh hết tất cả các kế hoạch tổng thể mà mới chỉ là mức sơ khai, khái niệm, lý thuyết và nó không phải là kế hoạch duy nhất, mới nhất. Sơ, câu chuyện ngày hôm nay được đưa ra từ cách đây vài thập kỷ. Bởi còn tùy thuộc vào từng trận đánh, quy mô như thế nào, hướng mục tiêu ra sao, đó lại là những câu chuyện rất khác nữa. Nhưng như thế để chúng ta thấy, quân đội ta luôn sẵn sàng và luôn tính toán tới mọi phương án để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta không ngồi im mà luôn vận động, các bạn nhé. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.